Neon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Ngược lại tâm trạng như con chim bị bắt đột ngột, không còn đường bay được chạy. Đẩy em vào suy nghĩ trên một đường ray trường, mãi bên kia trái tim biết kêu khói ốc như quên điều hay đường chạy. Yeah, yeah. Làm ở trên đường đua càng thắng càng thua, còn nơi thị phi càng nói càng thua. Như là cua càng bé càng to, còn ngang thật ngang lời nói vòng vo. Không là bo mà sao lời kia lại khiến vùng tim thành đống tan cho. Mặt anh chào đá, kim ngắn đồng hồ vào ba. Suy nghĩ của anh lại ra bẫy, ném vào tôi chiếc áo và sao cuộc đời lại đối xử tao như vậy. Tôi chính là cánh cửa và ngày hôm đó bị anh đạp đau nhói. Anh có rất nhiều tiếng lòng nhưng không biết cách để làm sao nói. Bên tao sai thì tất cả chưa bao giờ đúng, tao vẫn chưa hề dừng bài nhưng vẫn chạy chưa bao giờ đứng. Một kem một vai một sai cứng như thể chưa bao giờ cứng. Tồn tại hoặc là dừng lại trong một trong hai thì tao ta đưa đầu tao và súng và lao vào chúng. Còn nào và đúng đứng ngoài từ điện cuốn sách cá nhân. Đôi lúc ta hay quên ở nhà, ngồi ăn cơm cùng mẹ và ba. Ta nấu ăn xem phim chuyện trò, vùi bay đi muộn phiền âu lo. Đôi lúc ta quên luôn bạn bè, vì deadline cùng tiền trên vai. Chỉ muốn chiều quên luôn thì giờ, và âu lo chẳng phiền ta mơ. Cần phải sạc cảm xúc, cần phải sạc cảm xúc, bên lên nguồn cảm hứng cho ta gần nhau. Mình sẽ sạc cảm xúc, mình sẽ sạc cảm xúc, để khi nguồn cảm hứng mang ta gần nhau. Lift your mood up, raise your mood up, boost your mood up, 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 up. Chạm ra sạc cảm xúc, cùng nhau sạc cảm xúc, để tung nguồn cảm hứng xích ta gần nhau. Let's move on, let's move on, baby. Bật TV xem phim, bật TV xem. Let's move on, let's move on, baby. Bật TV xem, bật, bật TV xem. Trên lưng của một người lớn là trách nhiệm cả chục ký. Đôi chân cứ nháo nhào sau khi mặc cái áo vào. Tin nhắn toàn là công việc, sự quan tâm thông báo nào. Đừng biến cảm xúc của ta trở thành đồ đông lạnh. Buồn cứ khóc như cơn mưa kia ở trên mặt hồ không tạnh. Vui thì cứ cười như ở TV show. Lại gần nhau vì tim còn ti tí chỗ. Những khoảnh khắc thú vị cùng gia đình cần phải sạc vào. Đó là ta không nhớ nhưng mỗi khi gần cứ dạt dào. Để chăm sạc Neon là để bật lại cảm xúc. Cùng người mình yêu xem phim để thấy rung động còn phản phất. Mọi lúc mọi nơi mọi cảm xúc được khơi. Thứ bảy hàng tuần đặc biệt nhà tôi đông đúc ngồi coi. Lại làm những điều khờ nhất vẫn được yêu thương to bự. Chỉ có thể là gia đình luôn bên ta không do dự. Thế nên cần phải sạc cảm xúc, cần phải sạc cảm xúc, bên lên nguồn cảm hứng cho ta gần nhau. Mình sẽ sạc cảm xúc, mình sẽ sạc cảm xúc, để khi nguồn cảm hứng mang ta gần nhau. Lift your mood up, raise your mood up, boost your mood up, 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 up. Chạm ra sạc cảm xúc, cùng nhau sạc cảm xúc, bật tung nguồn cảm hứng xích ta gần nhau. Let's move on, let's move on, baby. Bật TV xem phim, bật TV xem. Let's move on, let's move on, baby. Bật TV xem, bật, bật TV xem. Let's move on. Mọi người gọi anh là Hải Triền đến từ OTD. Woo! Dừng bài nhưng vẫn chạy chưa bao giờ đứng. Một kem một vai một sai cứng như thể chưa bao giờ cứng. Tồn tại hoặc là dừng lại trong một trong hai thì tao ta đưa đầu tao và súng và lao vào chúng. Còn nào và đúng đứng ngoài từ điện cuốn sách cá nhân. Khi nằm xuống thì chữ vẫn chạy từ đỉnh xuống bắt cá chân. Đứng cái nhẹ nhưng mà cứng như là nước bên trong địa chấn. Đứng cái lực này là trăm ngàn tấn. Nếu mà đầm tan nó vẫn đang găng. Yeah. Đau hồng, bởi đầu, cổ đầu. Thả mộng, chỗ rộng, sổ dọc. Hôm nay trời có sập tao vẫn đứng đây và hát vàng.
nỗi lòng nhói lòng đó mình quý từng chút từng chút thật lâu. Cảm ơn cả những lần nào chê bai, lời đồn đại được kê khai, mãi chúng thành chiếc gối thật êm ái cho mỗi đêm mình kê vai. Để quý yêu đưa ta làm chẳng hồi tiếc, chiều năm nơi trong đôi thay, đến khi qua địa cầu chẳng còn quay, mặt trời chẳng ở đây, ta vẫn quý yêu đưa ta làm chẳng hồi tiếc, dành cho khắp thế gian lời nói cảm ơn vô ngàn, vượt không gian, vượt qua cả thời gian với những điều ta làm. Đôi khi ta thấy mình giống như là viên đường, sẽ có lúc phải tan ra nhưng điều ngọt ngào luôn còn mãi. Một bài nhạc không kể được hết nhưng hết được kể khi không còn nhạc. Và ta cảm ơn những người ở lại khi mà trong túi không một đồng bạc. Ngồi lên đi lên từ bàn tay trắng, những con đồng lạc để rồi lạc lối trong sự lỗi lạc. Trong ngàn cây đắng vì một dòng nhạc ta nhận phép để hoàn thiện một bộ phim hay. Ai cũng cần thời gian để tuôn cánh như loài chim bay. Đừng buồn khi nhiều công hiến nhưng xã hội không lập tức thay. Vì bình minh luôn thật hùng vĩ nhưng con người thì vẫn chưa thức dậy. Ta cảm ơn vận mệnh vì đã cho ta vay một phút huy hoàng. Câu chữ vẫn sáng mà không cần dùng đến bút bi vàng. Niềm vui của ba khiến ta như cầu thủ được thúc ghi bàn. Xin bàn này vẫn hiên ngang như chưa từng có phút suy tàn. Chọn rap ngày trước như người mù bước sai. Họ nhìn tôi lắc đầu và kiểu là không như bộ công anh để gió thổi đi dù không muốn. Tôi sẽ là sừng đồng chống chọi với mọi cơn bão cơn trong cuộc. Vất vả rồi tôi tự nói với miệng xấu nhưng ta tới. Tất cả rồi sẽ được trong xanh trong như anh ra trời. Vì chúng ta đã cứ cố gắng không ngừng và từng giọt mồ hôi với nơi mắt trần đầy không chung. Trong nhìn giờ để thấy qua bóng đến cùng thầy, chúng ta đều thật xứng đáng để đứng đây. Những điều tuyệt vời có thể nghe thấy ngồi đêm chạm đúng một ngày gấp đôi 2 giờ dùng tim cảm nhận để gửi đến bạn. Ta yêu nhau mình trong tâm trí, anh như đang tay trong cầu kỳ, luôn mang em theo trong suy nghĩ. Yeah, ta yêu nhau không hoang phí, dù như ghi như melody, ta thấy kinh nghiệm bên trong nhật ký. Yeah, nhiều khi anh mơ, nhiều khi anh mơ, mọi người chúng ta chúng ta sẽ
Người ta thường nói khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Và nếu như bạn đủ yêu thì hãy là người mở cánh cửa ấy, dù bản thân mãi mãi bị mắc kẹt. Bởi vì tình yêu là cảm nhận, không phải xác nhận. Chanel, em lại đang bị thị phi trên mạng xã hội nữa. Right. Yes sir. Chanel, let's get it. Yeah. Sạc pin bảy tết để chỉ vả đà. Giờ bị lộn mà như thế đúng mà sao ta. Biết mà là ác ý, có cái đắc chí khi họ thấy bản thân anh đang bị vướng vào những đoạn bà. Có những kẻ mà không có phép về bài nhạc, thế anh trên beat vẫn còn sạc sạc. Cư dân đang có phím lạch cạch khi họ nghĩ anh đã bị tạch tạch. Họ chỉ biết ngồi phê phán, dù không biết tuổi quê quán. Tặng anh rổ gạch trên trán, anh nhặt anh mang về quê bán. Anh biết điều đó là có sai, ai chẳng muốn anh tiến em trai. Đâu cần biết mình đi về đâu nè, tin đồ xe còn mãi về sau nè. Sao lại lầy, để mà nói, đừng kỳ thị người đâu hỏi. Bọn anh chất lên đừng cuốn soi, em là cừu non anh là sói. Đừng khuyên em ngất ngất ngất, thế TV skr skr skr. Đừng cứ về là chất phát ngất, nói tiếng quả là phát sát đất này. Yeah. Drama. Mọi người gọi anh là IG, đến từ OTD. Yeah, yeah. Làm ở trên đường đua càng thắng càng thua, còn nơi thị phi càng nói càng thua. Như là cua càng bé càng to, còn ngang thật ngang lời nói vòng vo. Không là bo mà sao lời kia lại khiến vùng tim thành đống tàn trò. Ta nào chi tiền với lời đa nên lừa lại làm sao đừng khiến lòng lo. Xỉ phạt thị phi bằng lặng im, xử phạt thị phi bằng cảm thông. Chói lại và nhốt vào quảng tim, chữa chi tâm thức bằng khoảng không. Biết người quá nhiều nhưng không biết ta hư. Thêm lỗi người trên nên nặng gánh xương vai. Vì thắng tầng thế nào cũng phải có, mà tội đòi nào cũng phải có. Cũng là biết lắm hết sức cách thức để nếm sầu bi. Thống nhất sống đúng chống với tình làm em cầu kỳ. Những lời ác ý tâm phải tĩnh lặng, vì thấu chỉ cả thiên thần ác quỷ. Là những cuộc tranh cãi mình hắn tìa. Đó là vì ai để cuộc sống em đầy sự khắc nghiệt. Thôi đó làm gì sai. Sẽ ra ngày mai, nhưng không quan tâm vì đây là cách khiến những spawn em thêm nhiều hay. Bật lên trên cao từ phía nào đâu có tới khi bản thân của em đau. Gọi em là crazy, đó mà quỷ vì em là ngôi sao. Đâu phải tự cao, danh nhiều tiếng tăng người đời muốn em chưa hao. Không sao đâu mà vì chính em đây là D-O-A-M-A-S-I-T-A. You have to say it to my face. Đến công cũng tin thì em vẫn slay. Oh, yes I say you hate. Everybody make some noise! Yeah! Drama Sita! Drama! Drama! Yo, what they say? Drama Sita! Drama! Drama! Yo, what he say? Drama Sita! Drama! Drama! Yo, what he say? Drama Sita! 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 Yeah! What? Drama Sita! Drama Sita! Drama Sita! Vậy anh là Hải Chiền đến từ OTD. Xuống, sau khi mở cửa vào nhà, đừng cười những thứ cuộc đời muốn. Lại khiến nước mắt anh trào ra, kim ngắn đồng hồ vào ba. Suy nghĩ của anh lại ra bậy, ném vào tôi chiếc áo. Và sao cuộc đời lại đối xử tao như vậy? Tôi chính là cánh cửa và ngày hôm đó bị đạp đau nhói. Anh có rất nhiều tiếng lòng nhưng không biết cách để làm sao nói. Trăm ngàn sự ức ức nằm sau một nụ cười kích cỡ cũ. Nụ cười vẫn ở trên môi nhưng niềm vui ta mất quyền sở hữu. Nghe và nhìn bằng mắt và tai người khác nên chút khổ. Là một người đàn ông là một tấm gương thì chúc bạn họ mãi mãi không được khóc. Và người ta nói một nụ cười thì lại bằng 10 thang thuốc bổ. Vậy thì miệng cười những tâm không vui liệu đó có phải là thuốc độc? Vẫn đi chân đi đi về đâu để không làm nhau ở trên đời. Đi sao ta muốn ta vẫn luôn là ta dù xa nơi chân trời. Làn xanh ở bên ngoài kia làm ta đau đến không nên lời. Bởi vì cuộc đời chẳng như là mơ. Bởi vì cuộc đời chẳng như là mơ.
thì tâm hồn trôi lên đến như ở bên ngoài cánh cửa. Ta sợ họ đánh giá ta, nhưng mà ở bên trong cánh cửa thì chính ta lại đánh giá ta. Wow, ông bác sĩ cứ thế mà không hiểu tôi. Tại sao tôi nói về tình trạng của mình thì trên nét mặt ông lại biểu môi. Những cơn đau đầu, những cơn mất ngủ, tôi chỉ muốn dừng sự tra tấn này lại. Bởi là vợ con cũng được để tôi tự do mang vai những ta ngày dài. Và lấy cái kết trên vòng bớt vòng vòng nước mắt đưa xuống và nó chảy thành dòng. Nhìn vào tôi anh thấy nét vẻ nguệt ngoài của đứa con thơ. Do căn bệnh trầm cảm này đẩy họ đi ra xa, ôm mầm sâu trong cơ thể và đến lúc đâm chồi ra hóa. Thế giới này ta như cái gai nằm ở bên trong khóe mắt, nỗi lòng của ta kinh dại nhiều như hình dòng của giấy thoát. Ai cũng mong cầu bình yên mà lại đi né tránh đau khổ. Ta không thể có được cầu vồng nếu cơn mưa không tránh nhau đổ. Tâm nhập vào giấc mơ và tôi đã nói với anh như thế. Hãy với gia đình bản thân mình dù xã hội coi như vậy nhiều ghê. Vì con người thích phô trương như kẻ sách bụi hay đóng. Hạnh phúc có khi là ăn thấy ngon mà không quan tâm là nguội hay nóng. Với chân này đi về đâu để không làm nhau trên đời. Lý do ta muốn ta vẫn luôn là ta tụng xa nơi chân trời. Làn danh ở bên ngoài kia làm ta đau đến không nên lời. Bởi vì cuộc đời chẳng như là mơ. Mọi người gọi anh là Hải Triền đến từ OTD. Woo! Lên à, bước, 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 lên à, bước. Để chứng minh tao sai thì tất cả chưa bao giờ đúng. Tao vẫn chưa hề dừng bài nhưng vẫn chạy chưa bao giờ đứng. Một kém một vai một sai cứng như thể chưa bao giờ cứng. Tồn tại hoặc là dừng lại trong một trong hai thì tao ta đưa đầu tao vào súng. Chúng còn nào và nôn đứng ngoài từ điện cuốn sách cá nhân. Khi nằm xuống thì chữ vẫn chạy từ đỉnh xuống bắt cá chân. Đứng cái nhẹ nhưng mà cứng như là nước bên trong địa chân. Đứng cái lực này là trăm ngàn tấn. Nếu mà đầm tan nó vẫn đang căng. Đau hồng, bởi đầu, cổ đầu. Thả mộng, chỗ rộng, sổ dòng. Hôm nay trời có sập tao vẫn đứng đây và hát vàng. Từng câu và từng chữ như đi thẳng vào mọi giác quan. Muốn mình đâu, kéo mình xuống đằng sau. Lời nói lầm nhói lòng đó mình quý từng chút từng chút từng lâu. Cảm ơn cả những lần nào chê bai. Lời đồng đại đừng kê khai. Mãi chúng thành chiến cố thật êm mãi cho mỗi đêm mình kê vai. Để quý yêu ta làm chẳng hồi tiếc. Chiều năm nơi trong đôi thay. Đến khi qua địa cầu chẳng còn quay. Mặt trời chẳng ở đây. Ta vẫn quý yêu đưa ta làm chẳng hồi tiếc. Dành cho khắp thế gian. Lời nói cảm ơn vô ngàn vượt không gian. Đôi khi ta thấy mình giống như là viên đường. Sẽ có lúc phải tan ra nhưng điều ngọt ngào luôn còn mãi. Một bài nhạc không kể được hết nhưng hết được kể khi không còn nhạc. Và ta cảm ơn những người ở lại khi mà trong túi không một đồng bạc. Ngồi lên đi lên từ bàn tay trắng. Như con đồng lạc để đòi lạc lối trong sự lỗi lạc. Trong ngàn cây đắng vì một dòng nhạc ta nhận phát để hoàn thiện một bộ phim hay. Ai cũng cần thời gian để tung cánh như loài chim bay. Đừng buồn khi nhiều công hiến nhưng xã hội không lập tức thay. Vì bình minh luôn thật hùng vĩ nhưng con người thì vẫn chưa thức dậy. Ta cảm ơn vận mệnh vì đã cho ta vay một phút huy hoàng. Câu chữ vẫn sáng mà không cần dùng đến bút bi vàng. Niềm vui của ba khiến ta như cầu thủ được thúc ghi bàn. Sinh mạng này vẫn hiên ngang như chưa từng có phút suy tàn. Chọn rap ngày trước như người mù bước sai. Họ nhìn tôi lắc đầu và kiểu là không như bộ công anh để gió thổi đi dù không muốn. Tôi sẽ là sừng đồng chống chọi với mọi cơn bão cơn giông cuốn. Vất vả rồi tôi tự nói với mình xấu nhưng ta tới. Tất cả rồi sẽ được trong xanh trong như anh ra trời. Vì chúng ta đã cứ cố gắng không ngừng. Và từng giọt mồ hôi với nơi mắt trần đầy không chung. Trong nhìn giờ để thấy
đây qua bóng đen cùng thầy, chúng ta đều thật xứng đáng để đứng đây. Ta làm, ta yêu, ta hết mình.